Bản Lao Chải 1 thì có 45 hộ, số khẩu là 253, 100% các hộ đều làm du lịch. Lúc đầu thì có cái chương trình xây dựng nông thôn mới của xã thì cùng nhau để thống nhất để chỉnh trang thê, để làm đẹp hình, thì cuối cùng lại trở thành cái khu vui chơi cho mình, lúc đầu là cho mình thôi, nhưng mà cuối cùng thì lại nhiều đoàn khách người ta lại thích, xong là người ta cứ vào, thì cuối cùng mới trở thành bản du lịch. Chưa có dịch vụ du lịch thì bà con chỉ là trồng lúa, trồng cây thảo quả, rồi là một số thứ thôi. Nhưng mà từ khi làm du lịch ấy thì nói chung là một số hộ mà họ có dịch vụ homestay này, rồi là chăn nuôi, trồng trọt tất cả mọi thứ thì đều có cái thu nhập thêm. Là một năm anh sẽ thu được khoảng 150 triệu. Chúng tôi cũng phân chia để cho tất cả các hộ. Ví dụ như là 10 hộ thì họ làm homestay này, 10 hộ thì họ làm chăn nuôi, 10 hộ thì họ trồng rau củ quả các thứ để cung cấp cho nhau, để cho tất cả cùng nhau được hưởng. Hiện tại bây giờ thì bản cũng đã xây dựng được một cái trang fanpage để quảng bá du lịch cho bản. Tới đây thì chúng tôi sẽ cố gắng để cử người để được đi học, để đào tạo, để về quảng bá giúp cho bản, để có nhiều khách họ biết đến hơn.